Minh Khoa đã cho tự do xin kính chào quý khán thính giả Sau đây là thời sự ngày 23 tháng 5 năm 2024 Công an Ninh Thuận khởi tố thêm 8 cán bộ trong vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai Thành phố Hồ Chí Minh dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng sẽ được thi công lại sau 3 năm tạm dừng Ngăn thao túng giá sách giáo khoa sẽ được nhà nước định giá từ ngày 1 tháng 7 Việt Nam bị tấn công, đánh cắp mật khẩu cao nhất Đông Nam Á. Bắc Quyên Cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận vừa khởi tố thêm 8 cựu cán bộ và cán bộ tại huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận vì những sai phạm liên quan đến quản lý đất đai, đưa tổng số người bị khởi tố trong vụ án này lên 13 người. Truyền thông nhà nước loan tin này hôm 23 tháng 5. Trong số người mới bị khởi tố một cựu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam, bị khởi tố về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Bảy người còn lại thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam, Ủy ban Nhân dân xã Phước Dinh, văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh Thuận Nam, bị khởi tố về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, vào tháng 12 năm ngoái, Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 5 cán bộ và cựu cán bộ tại địa phương này cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Công an tỉnh Ninh Thuận xác định rằng đây là sai phạm liên quan đến việc sử dụng đất dọc hai bên đường ven biển đoạn qua huyện Thuận Nam và khu vực 52 hecta thuộc xã Phước Vinh. Sau hơn 3 năm tạm dừng, dự án chống ngập tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ được thi công trở lại từ 1 tháng 6 năm 2024 cống kiểm soát triều bến nghé thuộc dự án giải quyết ngập do triều khu vực thành phố hồ chí minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, thuộc dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng được công ty cổ phần đầu tư xây dựng trung nam gọi tắt là nhà đầu tư cho biết đã thi công cống đạt 97% khối lượng tuy nhiên dự án đã phải tạm ngừng thi công hạng một thảm đá gia cố lòng sông và hoàn thiện nhà quản lý cảnh quan từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 cho đến nay. Chủ đầu tư cho biết do kéo dài thời gian thực hiện dự án nên phát sinh chi phí lãi vay, tổng mức đầu tư tăng từ 9.976 tỷ đồng lên thành 14.398 tỷ đồng, trong đó phần lãi vay tăng từ 410 tỷ đồng lên thành 2.843 tỷ đồng do dự án chậm tiến độ kéo dài. Dự án giải quyết ngập do triều tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1, tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng được khởi công từ giữa năm 2016, dự kiến hoàn thành trong năm 2018. Tuy nhiên, sau nhiều lần gia hạn đến nay dự án kéo dài thêm 6 năm vẫn chưa xác định được thời gian hoàn thành cuối cùng. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, sách giáo khoa sẽ thuộc danh mục hàng hóa do nhà nước định giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa. Đó là nội dung trong công văn của Bộ Giáo dục Đào tạo gửi các cơ quan ngang bộ và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và cơ sở giáo dục về việc thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục. Đào tạo năm học 2024-2025. Truyền thông Loan trong ngày 22 tháng 5, quy định này được nói nhằm ngăn nhà xuất bản thao túng giá bất hợp lý. Nội dung công văn thể hiện đối với sách giáo khoa, vật tư thiết bị giáo dục, luật giá năm 2023 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7. Quy định sách giáo khoa thuộc danh mục hàng hóa do nhà nước định giá, Bộ Giáo dục và Đào tạo định giá tối đa. Hiện nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan nghiên cứu quy định giá tối đa sách giáo khoa để thực hiện từ ngày 1 tháng 7. Theo đó, từ nay đến thời điểm trước ngày 1 tháng 7, việc quản lý giá sách giáo khoa tiếp tục thực hiện theo luật giá năm 2012 và các văn bản hướng dẫn có liên quan. Gần 26 triệu vụ tấn công đánh cắp mật khẩu nhắm vào người dùng và doanh nghiệp tại Việt Nam vào năm ngoái, cao nhất ở Đông Nam Á. Số liệu được công ty an ninh mạng Casper Sky cho biết trong một báo cáo gần đây và được trang mạng Microsoft Start đăng lại từ EVN Express vào ngày 20 tháng 5. Theo Casper Sky, hơn 61 triệu cuộc tấn công đánh cắp mật khẩu được phát hiện và ngăn chặn ở khu vực Đông Nam Á trong năm 2023, trong đó có hơn 25,9 triệu cuộc tấn công được phát hiện tại Việt Nam tiếp theo đó là indonesia 11,71 triệu cuộc tấn công thái lan 10,21 triệu và singapore 6,06 triệu adrian here giám đốc điều hành khu vực châu á thái bình dương của casper sky cho biết các cuộc tấn công đánh cắp mật khẩu là mối đe dọa mà các doanh nghiệp không thể xem nhẹ ông adrian cho biết bất cứ khi nào nhân viên làm việc với mạng wi-fi không bảo mật hoặc sử dụng các công cụ truy cập từ xa họ đều có nguy cơ bị hack sự tiến bộ của ai theo ông adrian cũng đã khiến cho việc đánh cắp dữ liệu diễn ra nhanh hơn và ồ ạt hơn để giảm thiểu rủi ro giám đốc điều hành của casper sky khuyên người dùng nên sử dụng mật khẩu có các ký tự đặc biệt kích hoạt xác thực hai yếu tố và tắt giao thức máy tính từ xa khi không sử dụng đồng thời giới hạn truy cập rdp qua vpn doanh nghiệp kích hoạt network level authentication theo chuyên gia Casper Sky, tội phạm mạng thường sử dụng giao thức Remote Desktop Protocol RDP của Microsoft để thực hiện cuộc tấn công mật khẩu. RDP cung cấp giao diện đồ họa để người dùng kết nối với máy tính khác thông qua mạng lưới. Nó được sử dụng rộng rãi bởi cả quản trị viên hệ thống và người dùng thông thường để điều khiển máy chủ và các PC khác từ xa. Ông Phương Hoàng Kim, 51 tuổi, Nguyên cục trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo thuộc Bộ Công Thương Việt Nam bị khởi tố và bị bắt giam theo cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Cơ quan an ninh điều tra thuộc Bộ Công an vào tối ngày 23 tháng 5 ra quyết định vừa nêu đối với ông Phương Hoàng Kim. Tuy nhiên, sai phạm cụ thể của ông này chưa được công bố. Biện pháp của cơ quan an ninh điều tra đối với ông Phương Hoàng Kim là diễn biến mới nhất trong việc mở rộng điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại bộ Công Thương và các tỉnh thành phố. Trong vụ án này, tính đến nay, có ít nhất 8 người đã bị bắt. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi tin tức của ở về tiếng Việt.